chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Vãng Trường Nước của mình nha. Bây giờ mình đi review anh em xay chở keo nè. À, bây giờ anh em đang bóc keo đó, gần hết rồi. Gồng thứ 3 rồi hả? Taco Fallen. Năm quân mà bóc 2 tiếng đồng hồ đầy qua gồng. Trời ơi, bên này âm u. Em bóc cần xăm các bạn nhé. Bóc mâm rồi này. Quá không cầm lẹ à? Hay bóc bóc này mà chưa hết nên bóc nữa đi. Bóc mâm luôn. Bắt bè đang bóc nữa mà anh em lập. Còn lao động cũng không chịu. Bóc đầy luôn. Nhiều. Còn mới kèo. Các bạn nhé, cầm lề để khó rồi đấy, lại một mình thôi mà không như đây rồi, không như đây. Rồi bây giờ xe chuyển động các bạn nha. Gặp đi gắng
múc mâm luôn. Mình không dám đánh gần các bạn nha, vì mình rất nguy hiểm.